Hello anh em, chào mừng anh em sẽ kênh của mình nhé, Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại đang review tất cả cho anh em ngắm qua cái nắp cửa đấy. Bên Hà Nội thì hay gọi là nắp cửa, ổ nắp cửa đấy. Còn một số các vùng hay anh em hay gọi là ngoàm cửa hay là móc cửa gì đấy thì mình không rõ. Còn đây chỉ biết là nắp cửa thôi. Con này nằm trong cánh cửa anh em nhé. Con này là một lái một phụ các bạn này. Đây xịn sò hàng mã xịn đây. Con này là bên lái anh em này, mã đây này các bạn này. Đây là bên phụ này. Đấy, các bạn nhìn mã khác nhau này. Xịn 100% nhá, nắp chung cho Hyundai HD này, nắp chung cho Hyundai 15 tấn này, 8 tấn này, từ 2000 đến 2006 này, đấy, rồi nó cho toàn bộ dòng xe Hyundai HD ở Việt Nam mình, đấy, hàng xịn 100% chính hãng luôn, nói không với hàng OEM và nói không với hàng Trung Quốc. Đây, toàn bộ trong này bao gồm là 4 cái thanh rằng, một rằng vào chốt cửa, một rằng vào chốt khóa và một rằng vào tay mở cửa, đấy, anh em nhá, đây, 4 cái chốt, đầy đủ hàng xịn sò. Anh em nào đến thời kỳ hỏng ngậm này khó đóng cửa là kẹt cửa thì anh em thay cái này là ok nhá, hàng xịn 100% chính hãng. Anh em lấy cho anh em ủng hộ mình theo hai số điện thoại này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở sản phẩm tiếp theo.